Dạ em xin mến chào quý cô chú anh chị em nha. Ngày hôm nay là ngày 14 tháng 8, em tiếp tục lên những mặt hàng cây mai đẹp, hy vọng sẽ được quý cô chú anh chị em ủng hộ em clip ngày hôm nay nha. Em cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ em clip ngày hôm qua bằng cách like và chia sẻ những cái vườn mai đẹp. Hy vọng những cái clip sau này sẽ được cả nhà mình ủng hộ thêm nha. Rồi ngày hôm nay em xin giới thiệu với cả nhà mình những cái phôi mai vàng và cây hai cây mai thành phẩm ngày hôm nay em đã làm xong gửi cho tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì em có mang hai cây mai vàng thành phẩm của bên nhà vườn của em ra. Nói chung ra thì trong thời gian này thì bên em đang bắt đầu bán những cây mai thành phẩm. Hy vọng clip ngày hôm nay sẽ được quý cô chú anh chị em ủng hộ nha. Đầu tiên lên thì em sẽ giới thiệu với cả nhà mình một cây mai vàng. Nói chung đế cũng tương đối gọi là đẹp, tại vì em trồng em lấp hết đây nè, em không dám bươi ra. Đây, em trồng ở trên này thì em có anh của em có để một ít rễ dừa ha cả nhà. Đế nói chung tương đối đẹp ha. Cái này là một cây cũng bay, một cây mai vàng dáng bay, nó cũng dạng như cây cành phóng vậy đó, bay bay phóng phóng này cả nhà. Cái này thì em bao cho cả nhà mình như bông dảo. Cây này cực kỳ gọi là bông cực kỳ đẹp ha cả nhà. Cái này thì ở đâu quạnh cái lông nãy anh quên rồi lông. Cái này đang nằm chậu mét ha cả nhà. Đây. Chậu thì không được đẹp cho lắm ha cả nhà. Nhưng mà nói ra thì cây thì đã ấm tàn rồi. Rồi, eo nhỏ nhất 45 ha cả nhà. Cứ tính eo ra được rồi lông ơi. Bên mình bán mai vàng mình tính eo mà. Rồi đây, chi cành em đã bẻ thành xong hết trơn ha cả nhà. Đó. Vàng bay mà. Mình lấy được cái thân chính ở đây. Mình đi ra, còn những cái chi ở trên này thì mình lợp vàng trên ha cả nhà, chứ không có lợp vàng dưới. Ở cả nhà mình thấy cây nhìn cái phong cây rất là đẹp ha. Qua bên này đứng dưới cái cành bay này nè, chọn Long. Đó cả nhà thấy không? Em đang đứng dưới này thì cả nhà mình thấy cái cây tàn của nó, bề ngang của nó thì gần 2 mét, tầm 2 mét luôn. Cao nó được 1 mét. Chi cành đóng nói chung tương đối gọi là khéo ha cả nhà. Ấm tàn hết ha. Nói chung ra đế thì cũng tương đối gọi là đẹp. Đường thân lắc léo. Tại vì cây này nặng quá thì em sẽ không có quay cái phong cây bên bên này được, mong cả nhà mình thông cảm nha. Thì cây này đôi khi mà cả nhà mình nhìn thấy nước da gì cả nhà mình nó sù, không có sù ha. Nó không có sù. Thì nó là chỗ này thì dạng như là nó đang thay da vậy đó, chứ không có bị hư một gì hết á. Chỗ này thì nó đang có cái mặt cắt ở chỗ này. Tại vì những cái cây mai mà cành bay á, nó có một cái cành ra đây thì nó che mất cái điểm sâu, chiều sâu của cây thì tất nhiên mình phải cắt cái này. Cây thì đang ăn dây nè. Nói chung ra cây này thì sẽ không có động chạm gì tới nó nữa. Tại vì trong cái thời gian này thì mình đang làm nụ đó ha cả nhà. Đó. Ví dụ như cây cây cỡ gì thì bên em đang giao lưu giá cả nhà mình. Cây này thì em công khai giá luôn, em bao ship trong nội thành miền Nam, giá là 20 triệu ha cả nhà. Số điện thoại của em là 0912256200. Em có xài thêm một cái số phụ nữa, đôi khi mà điện thoại số đó nó có trục trặc gì đó, cả nhà mình cứ liên hệ thêm em số đó nha. Đó. Nè, phong tàn rất là đẹp ha cả nhà. Đang nằm chậu mét. Cây này thì chỉ trong miền Nam thôi nghe cả nhà. Rồi, giờ lên cây số 2 của ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì em có một cây mai trực. Cây này thì nói chung ra nó dạng như là một cây búp măng. Nói là búp măng lý do tại sao ở dưới nó có một cái củ ha cả nhà. Củ nè, nó vót lên trên. Bởi vậy thì nó không phải là cây lùng lực, nó cũng dạng như là một cây hàng lỡ. Cây này thì sẽ không có vô dây nữa. Nếu mà cơ cây này em vô dây nữa đẹp lắm nha cả nhà. Đây, có nhiều chi là chưa có vô nè. Đó. Tại vì cây của vườn nhà thì mình cứ vô mình lấy nước co sẵn đi. Cái này cô chú anh chị về nhà mà vô thêm nước dây nữa tuyệt vời luôn. Củ rất là đẹp ha cả nhà. Đo hoành giùm anh Long. Đo hoành eo ở đây nè. Và cái củ nữa. Chi này nè, cả nhà mình thấy nó đang lớn ha cả nhà. Hoành eo nhỏ nhất nó nhiều à. 49. Rồi cái củ á. Quá trời cái củ nó đã ta. Như củ tỏi vậy đó. Củ nó bao nhiêu? Củ 79 coi như 80 à. Trên thì củ, ở dưới thì có điều, có rễ bỏ điều hết cả nhà. Cái này thì tại vì rong riêu nó đóng á, chứ cây này nó xù phần gốc ha cả nhà. Xù phần gốc, đang bể xù phần gốc. Đây. Đó, tại rong riêu nó đóng vô, quay mặt bên kia anh coi cái lông. Quá trời. Nhém nó ngã cây à. Củ đẹp quá. Nè, quay để anh quay cái phong tàn cái. Sắp mưa rồi Long ơi, sắp mưa rồi. Quay anh coi. Chi cành thì đóng, nói chung là đóng tứ diện hết nghe cả nhà.
Nói chung ra thì cây này vẫn nó dở cái á, là tại vì em không có vô thêm một nước dây nữa, tại vì giờ mình vô dây em sợ bị sựng, sợ nó bị siết dây, rồi nói chung là nó làm nụ hơi khó đó, bởi vì em không có làm hay cả nhà. Cây này cô chú chị về nhà mà bấm tỉa đều lại cái nuôi, gần Tết nữa cô chú chị vô nhẹ nước dây nữa là tuyệt vời ha. Đây, trời sắp mưa rồi cả nhà mình ơi. Rồi cái này thì nói chung thì cũng tương đối gọi là hơi giá trị, bởi vì thì em cũng quay kỹ lại cả nhà mình lần nữa ha cả nhà. Thân của nó sắn ha cả nhà. Đây, thân nó sắn lên nè. Nó rong rêu thì nó bám xanh hết trơn ha. Cái này thì xù phần gốc chứ chưa có xù phần trên. Nói chung ra cái dưới hồi đó mà chỗ cái cốt này nó bự chút xíu nữa, cây này thì nó đẹp lắm. Nhưng nói chung cũng ấm rồi nè. Ha. Cái vàng tàn này vô nước dây nữa là ấm toàn tàn rồi. Rồi, cây này là cây số 2, em xin mạn phép giao lưu, giá của chú anh chị em là 25 triệu. Em bao ship toàn quốc nha. Số điện thoại của em 0912256200, và em có xài thêm một số phụ nữa là 0876816868. Em tên Tài, em ở Tân Hiệp, Kiên Giang. Giờ em quay vô quay sơ cho cả nhà mình coi những phô mai vàng mà trong thời gian vừa rồi em có đi bứng về cho cả nhà mình cùng xem nha. Cả nhà mình theo dõi hết đoạn clip này với em nha. Vì trời mưa bởi vậy em không có thể nào em quay được cái đoạn clip nó hơi chỉnh chu chút xíu, mong cả nhà mình thông cảm nha. Em bước vô đây thì em cũng vẫn tiếp tục quay những cây mai vàng mà hôm bữa giờ em đã giao lưu với cả nhà mình và những cái lô mai mới của bên em. Cả nhà mình thấy số lượng ở trong bên nhà em không? Đó, nhà em thì nó cũng không có được rộng rãi vô lắm, trong này thì chắc tầm khoảng chừng 60 cây ha cả nhà. 60 cây, ngoài này thì cũng còn đang nhiều đây. Thì cảm ơn tất cả anh em đã luôn luôn ủng hộ của em nha. Long ơi, bó cho cây của anh Trung luôn nè. Đây nè, cây này nè. Cây của anh Trung nè, cây của anh bé Na là 6 cây. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ em nha. Ngày hôm nay thì anh em ở nhà thì làm được những cái cây mai rất là đẹp ha cả nhà. Em có cây này em gửi đến cho cả nhà mình xem ha. Đây, cây này là một cây, nói chung ra thì cái hoành á thì nó sẽ bằng tất cả những cây khác thôi. Tại cái lô mai của em á thì nó dao động tầm khoảng chừng 25 lên tới 30 mấy, gần 40 chút thôi. Nó hoành nó chỉ dao động như đó thôi. Nhưng mà sẽ có những cây mai tuy nó nhỏ nhưng mà nó rất là đẹp nha cả nhà. Giống như cây này. Cây này là một cây vô chậu 40, chuẩn cây tuyệt vời luôn ha cả nhà. Cái củ đế nè, em quay cả nhà mình coi nè. Cây này chưa vệ sinh không chồng? Vệ sinh sơ sơ cái chồng ơi. Đó thì cả nhà mình biết á, những cái cây mai vàng á, thì nó không có cần đòi hỏi, nó phải lớn hoành. Với một cái cây mà để mình lên chậu á, đúng nghĩa một cây lên chậu á, nó phải nhỏ, gọn. Ha, nhìn nó, cái cảm giác mình nhìn nó dạng như là bonsai mà. Nó là một, hiểu nôm na nó là một cái mô hình thu nhỏ của một cây đại thụ. Em, cái cá nhân em thì em suy nghĩ vậy nha. Bởi vậy là mà những cái cây mà nó càng nhỏ gọn mình lên chậu á, mình chơi mình sẽ có giá trị cao hơn cái này. Nè, cái này cả nhà mình thấy cái đuôi nó rất đẹp ha cả nhà. Đọt chủ em cắt nó khéo. Một có nè ha. Hồi sáng nó có cái chỗ này, cành nó dương lên, em đục bỏ. Nói chung mặt cắt cũng tương đối gọi là hơi lớn ha cả nhà. Cành một có nè, cái củ đế nó quá đẹp cả nhà. Củ đế là tuyệt vời luôn, ân sau có cành phong ha. Mặt hậu nó còn tới công chuyện nữa nè. Những cái mẫu cây này á, thì em đang giao lưu cây này là giá 10 triệu thôi cả nhà. Thì nói chung ra thì sẽ có cây rẻ hơn mà hồi nữa em sẽ quay cho cả nhà mình coi, chứ không phải là cây nào Tài cũng bán 10 lên tới mười mấy, sẽ có cây rẻ hơn ha cả nhà. Em thì nói chung ra thì cái lô mai này nè, trong thời gian tới này sẽ ra thị trường rất là nhiều, nhưng theo cái khái niệm của em là em luôn lựa chọn những phôi mai nó đủ tiêu chuẩn lên mình giao lưu, chứ không có phải là trong cái giai đoạn mà cây nó đang lớn thì mình đi mình bứng thì nó uổng lắm. Cây cỡ gì là em đã bắt đầu em bứng được rồi nè. Còn những cây mà dạng như đường thân nó có mà cúc cành nó còn bé quá thì em không có làm. Cây này thì anh em mình lấy thì em sẽ giao lưu với anh em mình 10 triệu ha. Củ này thì nó tầm khoảng chừng 80, còn cái hoành này thì nó 27 ha cái nè. Cây này cao lên được gần 40 thôi. Cây này chuẩn cây, quá chuẩn cây. Tuy nó nhỏ, mình nói nó nhỏ vậy thôi nhưng nhìn ở ngoài nó sẽ bự cái đó. Tại vì mình em đang nói là cái nó nhìn nó gọn cây ha. Đó, quay qua cây này quan trọng nè. Cây này cây chật, dạng cũng na ná như thú vậy đó. Đây, cốt cành chuẩn hết ha cả nhà. Ngồi đế tuyệt vời luôn. Hôm qua cả nhà mình có coi một cái đoạn clip á, em có quay á, là bên vườn mai vàng bonsai đó. Thì những cái số lượng bên phôi á, thì đợt tới này sẽ trồng cái mẫu này của bên em rất là nhiều, từ 1.000 cây ha cả nhà.
Thì chủ vườn thì nói chung ra thì nhiều anh em lên bình luận thì em cũng thấy hơi buồn buồn. Bữa có quay thì nó là đăng lên thì nó là trồng như vậy rồi bán cho ai để làm củi chứ làm gì. Nói chung ra rồi thì bên bên vườn họ nghe thấy họ cũng hơi buồn buồn. Hôm qua quay thì anh cũng nói là anh sợ quay lên rồi người ta vô người ta bình luận nó này nó kia không? Kỳ quá ông Tài. Không, không có gì kỳ hết. Em có giải thích cho anh bên chủ vườn là nói anh em mình quay á là mình cho tất cả mọi người xem á. Cái thứ nhất á, là những cây mai, phôi mai á, cái cây đường dài nó như thế nào. Đó, rồi cái thứ hai á, là mình chia sẻ những cái kinh nghiệm để mình trao đến cho tất cả mọi người. Chứ không phải là đơn thuần là ví dụ như mua một cái phôi mai nhỏ gì, phôi mai chuẩn đi, mình về nhà mình nuôi nó không tới cũng vậy. Bởi vì á, là khi em quay cái vườn đó, em đa số em quay những cây mai á, cốt cành này kia, thì để cho những anh em đang bắt đầu chơi mai vàng á, cho dù họ có những cái cây mai nhỏ nó chỉ có thân thủ thôi chưa có cốt cành à. Họ nhìn thấy đó, cái thứ nhất họ sẽ có động lực họ làm, cái thứ hai á, họ sẽ nhìn cái mẫu cây của bên anh, tại mẫu cây bên anh rất là nhiều mẫu chứ không phải là cây nào như cây nào. Họ sẽ nhìn thấy mà có thể là một cái đoạn video nó bổ ích để gửi đến cho tất cả mọi người đang bắt đầu chơi mai vàng và những anh em đang chăm sóc mai vàng. Tại vì đơn thuần á, cả nhà mới biết không, mình nuôi một cây mà để ấm tàn mình chơi Tết, Tết nó khác. Và một cây gọi là cây đường dài á, nó sẽ khác. Ấm tàn thì mình ghép vô ấm tàn mình chơi bông thì nó đơn giản à. Còn những cây mà chẳng hạn như cả nhà mình nuôi đường dài nó sao? Phải cốt cành nó ra nó bự, rồi mình nuôi mình cắt giật, mình lấy cốt nó lại khác nữa. Cây này đúng nghĩa cây đẹp ha cả nhà. Cây này thì đo hoành thế chồng. Cây này đẹp. Đo hoành thử cái này cái thước dây tôi để ngoài chậu chậu nãy anh em mình quay kia kìa. Cái này á, thì em rất thích nó là nó nạc cây, nồi đế nó đẹp cực kỳ luôn nè. Đó, cốt cành thì nó mọc rất là khéo ha cả nhà. Nếu mà cả nhà mình nuôi cái này cả nhà phải hạ cái đuôi này xuống, nhưng có cái cắt phôi là cắt dài, biết sao biết đâu nó mọc ở dưới này sao. Đó, mọc dưới này thì mình tán bỏ ở trên ha. Cái này cũng dạng như cây sù. Quả neo nó nhiều à. Rồi 35 ha, chiều cao và củ đế đi. Rất là tiếc trời đang quay mà tự nhiên mưa cái này. Chiều cao 49. Chiều cao 49. Đó vậy đó, đặt vậy đó. 1m04. 1m04. Cốt cành quá đẹp ha. Xây tổng thể chồng. Không, cả nhà mình thấy cây này đẹp không? Em nói cả nhà mình luôn. Ví dụ như cái cây này á thì em nói thì cả nhà, nếu cả nhà mình nhìn ở ngoài á, nó là một cây mai sù đấy. Nè. Sù thì không có sù dữ, nó đang lên sù. Nhưng mà sù nước sù đẹp ha, không có phải là keo bọng gì hết. Cả nhà mình mua cái này, em chốt đơn lại giá 11 triệu, cả nhà mình nhận cây. Cả nhà mình nói, Tài ơi, cái lô mai này của Tài đẹp, giá phải chăng. Tại vì đôi khi á, mình nói ra một cái cây mai mà giá tiền chục đi, nhiều anh em sẽ nói, cây này mắc. Đó, tại vì hôm bữa em có lên một đoạn clip, anh em mình nhìn thấy anh em mình, Tài sao có mấy cây này lên hoài. Em không phải, em không bao giờ lên hoài đâu. Một ngày em làm số lượng nhiều lắm, và một ngày em đi cây cũng rất là nhiều. Anh em nhận cây anh em mình sẽ có nhiều cái câu nói cây đẹp này kia, em cũng rất là vui ha. Đó, rồi cây này thì anh em mình hợp nhãn á, thì em chốt đơn giá 11 triệu, em bao ship toàn quốc ha. Cây này anh em mình vô chậu bèo nhất cũng phải từ ép chậu thì chậu 50, còn chậu nuôi vô chậu 6, cây này hợp lệ ha cả nhà. Quá đẹp luôn. Nè, còn thẹo chút xíu đây. Có chút xíu thẹo đây. Nó xù bể mình hết trơn. Ở trên quay xuống nè. Đó, cây này nhìn ở ngoài nét cây lắm ha cả nhà. Bán em bán cây hai thân này đẹp cực kỳ luôn nha cả nhà. Hai thân này nè, em bán cho ông bạn ở Đồng Tháp. Hai thân nhìn cực kỳ nét luôn. Em nói anh em mua bán online á cũng hơi khó. Nè, có mấy cây nào hôm qua em kia anh em chốt đơn xong cái giờ quay qua anh em nói thôi để lựa chọn lại cây khác. Em thì không có bực bội hay quạo gì đâu. Tại vì cái cánh em tánh em mua bán thì trước giờ em không có bao giờ làm khó tất cả mọi người. Tại vì mình thì mình lên tới lên lưu hòa thì sợ những em bị cặp này thôi. Cặp này mất công anh em mình nói cây này nó bị sao mà anh em mình không lấy này kia đó Tài. Ví dụ như cặp này nè, em bán dạng như là em có lô mới về rồi, anh em mình lấy cặp này thì em chốt đơn lại đúng cặp luôn ha. Cặp này giá 15 triệu Tài bao ship, giá cực kỳ gọi là giá tốt luôn ha cả nhà. Có trong này có cây này nè, cây nghệ thuật nè, cây này đẹp cực kỳ luôn. Đó, bởi vì em bán hàng thì em không có quan trọng nó phải lớn mà nó giá trị đâu. Không bao giờ lớn mà nó giá trị. Cây này cây dạng như cây gọng C, về nhà của chúng chị ghép mà ghép lá gí vô ha, cực kỳ gọi là nét cây luôn, đế cực đẹp luôn. Cái này cao tầm khoảng chừng hơn 30 chút mà, nồi đế nó khoảng chừng 80. Cây này ép vô chậu tầm 35,
35 không nổi cả nhà, 40 thôi cả nhà, 40 nó nệm chốt cặp ha, đơn nệm chốt cặp. Còn cây này, cây này cây cục đế nè đó, anh nhà thấy cây này nét cực kỳ, cục đế đẹp. Cây này bữa em có lên rồi đó, thì cặp này thì em chốt giá 15 ha cả nhà đó. Thì anh em mình hợp nhãn cây này thì cặp này thì anh em có thể alo lại cho em. Số điện thoại của em á, thì em xài hai số lần ha cả nhà, đôi khi có số nào hết pin thì cả nhà mình gọi lại cho em số khác, em sẽ ghim số điện thoại lên đây 0912256200 và một số là 0876816868, là số đó số của em ha cả nhà. Có cây mai này là cây mai em tâm đắc nhất từ hôm bữa đến giờ ha. Một cây mai vàng lớn hoành 45 xù mà ở ngoài chuẩn cây, nhưng có những cái cây câu nói em nói cả nhà mình luôn ha, lên hình nó dở quá, lên hình tại vì sao chỗ này nè, rễ ở ngoài thì nó rất là đẹp, không biết sao lên hình nó có nhìn chỗ này nó khuyết vô nè, cả nhà mình cứ nghĩ là nó chống đế hay sao mà nó dạng như là chiều sâu ha cả nhà. Cây này thì cây sù hoành eo 45, cây này cao được khoảng chừng gần 50. Em muốn hạ độc chủ cho nó theo cái tỷ lệ lùng lắm, nhưng có cái em không dám hạ, lý do tại vì cây mình giao lưu. Bởi vậy là nhiều khi anh em mình nói tại cắt sát phạt quá, chưa bao giờ em cắt sát phạt. Nó mình cắt theo vậy là hợp lệ nè. Nó chỉ còn cái mặt thẹo ở đây thôi nè. Mặt thẹo ở đây thôi. Nước sù cực kỳ đẹp ha cả nhà. Hoành eo đo đây là 45 nè. Cục đế này khoảng chừng 1m1, 1m2. Mặt hậu nè cả nhà. Nhà thấy mặt hậu không? Mặt hậu nhìn nó khéo cực kỳ luôn. Đế của nó như con thú. Nước sù đẹp lắm ha cả nhà. Vai đế thì đẹp. Cái này cô chú anh chị về nhà vô chậu 6 ha. Cái mông này cả nhà thấy cái mông. Cái này thấy vậy cũng hai người khiêng cây không nghe cả nhà. Cốt cái này thì cực kỳ đẹp luôn. Em quay tổng thể ra. Rồi quay tổng thể cho. Bên em là quay trước giờ là không bao giờ né cả nhà. Chỗ nào nói xấu là nói xấu, đẹp nó đẹp à. Tại vì cái cây mai mình bán cái số lượng nhiều, đôi khi mà khách hàng muốn mua sưu tầm á, mà mình tả không đúng cây thì tả không đúng sự thật này kia thì mình đâu có uy tín để mình tồn tại trên trên mạng đó. Rồi cây này thì em cũng nói cả nhà mình luôn, nếu cả nhà mình tin tưởng em thì cả nhà mình mua một cây gọi là xứng đáng với một cây sù bonsai mà cây lớn ha, size lớn, cả nhà mình mua cây này. Thì cây này tại vì nếu mà em báo giá ra thì anh em nhìn cái tấm hình á thì anh em mình sẽ nói ừ cây này giá cao, còn nếu anh em mình tin tưởng em nhận cây ở ngoài anh em sẽ hài lòng một cái mức giá 17.500.000 cây này ha cả nhà. Cây này tại khi mà em đã báo giá rồi cái cây nó như thế nào em mới báo giá, chứ không phải là mình thấy cái cây mai sù mà mình báo giá nó như vậy. Nếu cả nhà mình nhận cây rồi cả nhà mình sẽ hài lòng về cái này ha. Rồi lên phân khúc giá rẻ cho cả nhà lựa chọn ơi. Rồi cây này thì em cũng nói cả nhà mình luôn, lên lần này là lần thứ tư và 4 lần đều chốt được, nhưng có cái chốt mà anh em mình nên nhớ là em phải nhận cọc ha cả nhà. Một cây mai cỡ gì mà em nói thì cả nhà mình đi tìm với một cái mức giá 6.500.000 không bao giờ có. Ngày hôm nay Tài lên cố gắng Tài giao lưu sao để cho cả nhà mình thấy bên em mua bán uy tín ha cả nhà. Một cái mức giá gọi là giá mình tạo cho anh em mình có một cái cây mai đẹp. Giống như bữa giờ có rất là nhiều anh em nói ừ Tài ơi, anh Tài em có 5 triệu anh có cây nào không. Nếu mà ngày nay anh em nào lấy cây này Tài để đúng giá 5 triệu nó thực sự gọi là mình đốt lửa cái đam mê. Ví dụ như anh em mình đi tìm một cây mai mà cốt cành đóng cỡ gì mà thân thủ đẹp, đế đẹp, vô chậu 5, không bao giờ có một cái giá nào giá 5 triệu hết. Ngày hôm nay thì Tài có một cây, hai cây, ba cây, bốn cây, tầm 4 lên tới 5 cây giá đó. Anh em thấy hợp nhãn cứ alo cho Tài. Quanh cái này thì dao động gần 30, cục đế của nó là 1m1 cả nhà. Cốt cành đóng cực kỳ gọi là đẹp luôn. Nó xài tổng thể cả Long, khỏi vệ sinh nữa đi Long ơi. Đó, Tài nói chung ra thì còn 4-5 cây nữa thì ngày hôm nay thì có một cái mức giá mà nó là khi mà mình muốn là mình giao lưu để cho nhiều anh em muốn mua lô mai này, nhưng mà một cái phân khúc giá tầm trung thì ngày hôm nay em chỉ có 4 cây duy nhất thôi nghe cả nhà. Rồi 5 triệu ha cả nhà, anh em mình hợp nhãn thì cứ alo cho Tài. Cây này thì nãy giờ 1, 2, 3, thì cây này vàng phôi thì cây này là cây số 4 ha cả nhà. Vàng phôi thì cây này cây số 4 đi ha. Còn nãy em quay hai cây thành phẩm là cây 1, cây 2 thì nó tính riêng ha cả nhà. Rồi 5 triệu ha cả nhà, số điện thoại em có ghim dưới màn hình. Quý cô chú anh chị hợp nhãn cây này, tin tưởng em lấy cây này ha cả nhà. Rồi giờ em lên cây số 5 ạ. Dạ rồi đây đây, tiếp tục đây cả nhà mình ơi, một cây mai vàng 5 triệu tiếp tục ha cả nhà. Hoành cây này khoảng chừng 33-34. Quá trời cái cây mai đường thân nó quái ha cả nhà. Đó thì nói chung ra ngày hôm nay thì em chỉ có 1, 2, 3 ở sau lưng còn cây nào không Long?
Còn cây nữa ha, ngày hôm nay em sẽ lên 4 cây giá 5 triệu đó. Thì lâu lâu mới có cái đợt này thôi nghe cả nhà. Tại vì nãy em cũng có một cái ý, em có nói trên clip rồi đó. Thì mong cả nhà mình lựa chọn, cam đoan cả nhà mình luôn, nhận cây mai sẽ hài lòng với bên em. Không phải một cái cây mai giá tầm trung mà em đi em sẽ không bảo hành cho anh em. Riêng em trước giờ em luôn luôn bảo hành nha cả nhà. Đó, quanh 33-34, cây này cao được 40, thân quái. Nói chung cây này thì anh em mình trồng lấp nó sâu sâu chút xíu nha cả nhà. Lắp sâu sâu xíu thôi. Đó, cây này là cây số 5, nó dẫn giá 5 triệu ha cả nhà. Cả nhà mình hợp nhãn cứ alo cho em ha. Xin lỗi cả nhà, ngày hôm nay cái đoạn clip nó không được chỉnh chu cho lắm nha. Tại vì thời tiết nó mưa rồi em không có ra ngoài em quay được, mong cả nhà mình thông cảm nha. Giờ em lên cây số 6 ạ. Rồi tiếp tục ha cả nhà. Ủa cây này cây số mấy lòng? Cây số 6 hả? Phải không? Đúng rồi, cây này cây số 6. Rồi tiếp tục một cây mai vàng cây số 6. Cây này dạng cây giáng long, cốt cành đóng cực đẹp luôn nha cả nhà. Nồi đế tầm khoảng 1m1. Cây này hoành dao động gần 30 chút à. Bể xù, nó nước co, cốt cành có sẵn rất là mau chơi. Em khuyên anh em là những cái lô mai này anh em mình chịu khó là ghép vô ha. Tại vì cái mặt bông á, nói chung ra chủ vườn nói cũng đúng, tại vì chủ vườn nói tại số lượng quá nhiều. Mình bao bông á thì sợ sai thì lúc đó mình mất uy tín. Mất uy tín anh là nói anh với mày, và mày thì lại mất uy tín với khách hàng. Thì cái đó mình thà mình cứ nói mình chấp nhận mình không có bao bông hay tại. Bởi vì em sẽ không có bao bông được, mong cả nhà mình thông cảm. Đó, cây này giá 5 triệu quá hợp lệ ha cả nhà. Số điện thoại của em 0912256200. Anh em mình hợp nhãn thì cứ alo cho em. Em bao cho cả nhà mình, nhận cây mai sẽ hài lòng về bên em. Về chất lượng cây, về sức khỏe cây, về giá cả cây, em luôn luôn làm hài lòng cho tất cả mọi người. Rồi, giờ em lên cây số 7 ạ. Rồi cây này cây số 7 nha cả nhà. Nói chung ra cây này nữa là hết những hàng tập trung. Tại vì nếu mà em nói cả nhà mình luôn, nếu mà em bán cố tình em bán á, là để cho nó hết hàng sale thì thực sự không có. Tại vì á, em muốn cho cả nhà mình á, giống như cái lời nói em nói ra, dạng như là một cái câu nói đốt lửa đam mê cho tất cả mọi người. Một cái cây mai xù mà hàng cỡ gì em tán đồ đinh ra nữa em vẫn bán được trên 5 triệu. Nhưng ngày hôm nay em đã hứa mọi người luôn là em lên tầm 4 lên tới 5 cây thì sẽ có mức giá đó, là chỉ có cây này cây cuối. Quanh cây này thì gần 30, cây này cao khoảng chừng 1m1, 1m2 nè. Em để vậy luôn nha, về nhà của chú chị có thể chơi bonsai và cũng có thể chơi một cây mai tàn. Nó nồ đế cũng tầm phân khúc tầm khoảng chừng 1m lên mét chút ha cả nhà. Cây này cây xù ha. Đó, tại sáng ra thì bên em xịt nước, chiều bên em cũng xịt nước ha. Giờ chưa xịt được, nó cây cực kỳ gọi là đẹp luôn ha cả nhà. Giá này gọi là giá để cho cả nhà mình mua được một những cái lô mai này. Tại vì em nói thì cả nhà mình luôn, riêng nói về cái lô mai này của bên em á, là lô mai lớn nhất trước giờ trong cái dàn đế sắp trên thị trường trước giờ ha cả nhà. Thì cả nhà mình biết đến em, trước giờ em mua là mua số lượng, và em đã mua là phải mua chất lượng ha cả nhà. Rồi, cây này giá 5 triệu ha cả nhà. Nãy giờ thì đúng lời hứa em đã làm với cả nhà mình luôn, gọi là đốt lửa đam mê. Giờ em quay sơ cho cả nhà mình coi những cây mai vàng hoành, nó sẽ không nói lên được tất cả, nhỏ mà giá trị ha. Đây, em quay vô trong này, em cho cả nhà mình coi. Đây là cái dàn số lượng phôi mai của bên em. Nói chung ra phôi mai của bên em thì mình thì không phải là mình nói là mình đi mua số lượng nhiều về, mình có tiền mình mua số lượng nhiều về. Không cả nhà, em riêng em chỉ mua được lần 50 cây đó, rồi em làm hết 50 cây, rồi em đi bứng hết 50 cây. Nói chung là chủ vườn á, họ biết em mua bán như thế nào, bởi vậy họ mới cho em làm như vậy, chứ không phải là khơi khơi cái mình. Đôi khi mà cả nhà mình mua nói mua hết nó thật sự không có hay cả nhà. Rồi quay đây nè cả nhà, mình thấy không, co lắc quái này kia, đôi khi nhìn gì cả nhà mình nói tại lựa cho anh cây, thật sự không bao giờ mà lựa được. Giống như làm ra gì rồi thì cả nhà mình sẽ lựa được. Cả nhà mình thấy không, quay cây kia đá xéo xéo ra chỗ này xíu cho anh coi luôn. Một cây nó nặng nặng lắm nghe cả nhà thấy nồi đế không. Đó, với những cây mai này thì nó sẽ không có nói về vấn đề mà cây hoành lớn. Hoành cây này nè, nếu mà em đo bữa em có đo rồi nè, thì nó tầm khoảng chừng gần 40, nồi đế khoảng 1m, 1m1 chút. Cây những cây này mà gọi là lên chậu thì thôi vô địch ha cả nhà. Tuy nó không có lớn hoành nhưng mà nói về cái độ ục à ục ịch, cái lô mai này nó dư thừa cả nhà. Quay mặt bên kia anh coi cái lông cây đó. Trời ơi, cái nồi đế đó kìa. Đó. Thì cái bộ này thì nếu mà em cũng báo giá lẻ thì em sẽ bán cho cả nhà mình 10 triệu một cây.
Còn nếu mà cả nhà mình mua bộ 3 này, em chốt đơn chính xác giá, giá em đưa ra là em sẽ không bớt ha. Nếu mà bộ 3 chính xác giá 39, 27, 27 triệu 3 cây. Đó cả nhà mình thấy không? Giá rất là hợp lệ luôn. Còn ví dụ như anh em mình sẽ nói tài, bên tài sẽ có hàng nào khác không? Em có hay cả nhà? Nhưng có cái là cả nhà mình biết trên mạng, khi mà mình quay trên mạng mình có những cái cây mai mình kêu giá cao đi, em không có dám, lâu lâu em chỉ đưa lên cây 2 cây thôi. Chứ đôi khi mà mình đưa lên số lượng cây mà đỉnh mà 20-30 triệu cây á, thì nhiều anh em nói vô nói ừ tài giá cao, thằng này bán giá cao, em ngại không dám lên. Còn anh em mình á, muốn mua những cái cây mai gọi là đáng để sưu tầm, những cây mai theo cái phân khúc mà cả nhà mình túi tiền của nhà mình có, cả nhà mình cứ liên hệ lại với bên em, em cam đoan với cả nhà mình luôn. À, nếu mà cả nhà mình trao em cái niềm tin, em sẽ cho cả nhà mình chất lượng. Em mua bán trước giờ bao nhiêu năm nay là vậy ha cả nhà. Đó, 3 cây rất là hài lòng về cái chất lượng của bên cả nhà mình mua bên em ha. Cây nào cũng xuất sắc hết anh nghe cả nhà. Rồi nãy giờ thì em có quay một đoạn clip sơ về những cây mai vàng của bên em ngày hôm nay giao lưu với cả nhà mình. Thì em rất cảm ơn quý cô chú anh chị luôn luôn ủng hộ kênh Mai Vàng Miền Nam của em. Kính chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe, may mắn và thành công cho cuộc sống nha. Những cây mai vàng của bên em đa số hoành không nói, không lớn, nhưng mà nói về câu nói hoành không nói lên được tất cả, lô mai này sẽ chứng minh cho tất cả mọi người. Rồi, em xin chào tạm biệt và hẹn quý cô chú anh chị trong clip ngày mai. Kính chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống nha. Em xin chào tạm biệt ạ.